Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến ầm ầm, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Gặp may liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nghét chật két, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, lẽ đời chúng ta cười nhưng lòng đang đau đớn, vẫn tươi vui nhưng sự chán chường không nguôi. Chúng ta tự khẳng định bản thân nhưng bên trong trống rỗng, thực hiện những điều cần làm nhưng thiếu đi sức mạnh để đấu tranh tiếp tục. Người khác nghĩ rằng chúng ta chỉ thèm thuồng, chán chường, nhưng thực tế bên trong lòng ta như một bầu trời bão táp, là biển cả nghĩ suy. Có một câu ca dao cổ cho rằng, có làm thì mới có ăn, không ai đem phần cho ta một cách dễ dàng. Trên thế giới này, mỗi cuộc đời mang một câu chuyện, một số phận riêng. Tuy nhiên, liệu Kỷ Mùi đã từng tự hỏi tại sao có những người hiền lành, siêng năng, đầy tâm huyết, phải gánh chịu sự khổ đau và vất vả, dù họ làm việc cật lực mà vẫn chẳng đủ để sống, ngày càng nợ nần chồng chất. Trong khi đó, có những người sinh ra đã được hưởng phú quý, sống trong sự an nhàn và tài chính thừa thãi, không lo lắng về điều gì. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch 2024. Chúng tôi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được, quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Kỷ Mùi có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn. Người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 đã trải qua một hành trình cuộc đời không hề dễ dàng, sinh ra trong những năm tháng đầy biến động. Họ phải đối mặt với vô vàn thử thách từ rất sớm. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều mang đến những bài học và trải nghiệm khiến họ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Trong thời niên thiếu, tuổi Kỷ Mùi thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm định hướng cho tương lai. Họ không chỉ phải vật lộn với áp lực từ gia đình, mà còn phải chinh phục chính bản thân mình. Có những lúc những nỗ lực của họ dường như không được đền đáp, dẫn đến cảm giác thất vọng và chán nản. Nhưng chính trong những lúc khó khăn ấy, họ đã học được bài học quý giá về sự kiên nhẫn và nghị lực. Bước vào độ tuổi trưởng thành, cuộc sống không ngừng thử thách họ bằng những khó khăn trong công việc và mối quan hệ. Tuổi Kỷ Mùi không ngừng tìm kiếm cơ hội, đôi khi phải đối mặt với sự thất bại và đau khổ, nhưng mỗi thất bại lại trở thành một viên gạch xây dựng cho những bước đi tiếp theo. Họ biết rằng thành công không phải đến từ may mắn mà là từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Giữa những gian truân ấy, họ vẫn luôn giữ trong lòng một niềm hy vọng, niềm tin vào bản thân và sự quyết tâm vượt qua khó khăn đã giúp họ dần dần đạt được những điều mình mong muốn. Thời gian trôi qua, những nỗ lực của tuổi Kỷ Mùi đã bắt đầu đơm hoa kết trái,
họ đã có được một công việc ổn định, một gia đình ấm áp và những người bạn chân thành. Dù cuộc sống chưa hoàn hảo, nhưng họ biết mình đang sống trong đủ đầy. Tại thời điểm hiện tại, người tuổi Kỷ Mùi đã có những trải nghiệm và bài học quý giá. Họ hiểu rằng cuộc sống không phải chỉ để chạy đua theo những tiêu chuẩn xã hội, mà còn để tìm kiếm hạnh phúc từ những điều giản dị. Họ biết trân trọng những gì mình có và học cách sống biết đủ. Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần phấn đấu, nhưng thay vì so sánh mình với người khác, họ chọn cách nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính của sự biết ơn và hài lòng. Họ hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa vời, mà chính là ở những khoảnh khắc bình dị, ở những tiếng cười trong gia đình, ở những cuộc trò chuyện chân thành với bạn bè. Với tuổi Kỷ Mùi, hành trình cuộc đời chính là một bức tranh sống động với những gam màu sáng tối đan xen. Họ đã trải qua nhiều gian truân, nhưng chính những gian truân đó đã tạo nên một con người kiên cường và đầy nghị lực. Hạnh phúc hiện tại không chỉ đến từ những thành tựu vật chất, mà còn từ sự bình yên trong tâm hồn. Với họ, biết đủ chính là bí quyết để sống hạnh phúc và trọn vẹn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tháng 10 âm lịch đang mở ra trước mắt người tuổi Kỷ Mùi những cơ hội, đồng thời cũng không ít thách thức với sự ảnh hưởng từ nguyệt lệnh dưỡng. Bản mệnh đặc biệt được thôi thúc trong việc mở rộng hiểu biết, nâng cao tri thức và kinh nghiệm sống. Đây không chỉ là những bài học từ sách vở hay kiến thức bề ngoài, mà là sự tích lũy từ chính những trải nghiệm thực tế mà bạn đã và đang trải qua. Dù cho hành trình hiện tại có những gập ghềnh, thăng trầm, người tuổi Kỷ Mùi không hề cảm thấy nản chí. Thay vì lo nghĩ nhiều về khó khăn, bạn chọn đối diện chúng bằng một tâm thế kiên cường, bình thản. Điều này đã và đang sẽ giúp bạn không ngừng phát triển và trưởng thành. Qua từng bước, bản mệnh sẽ nhận thấy rằng thời điểm này mang theo những dấu hiệu tích cực cho sự chuyển mình. Những ước mơ bạn từng ấp ủ bấy lâu nay có khả năng sẽ bắt đầu hiện thực hóa thông qua sự cố gắng và kiên trì không ngừng của mình. Con đường đã chọn sẽ không trải đầy hoa hồng, nhưng đằng sau mỗi khó khăn là một cơ hội, và nếu bạn giữ vững niềm tin, sẽ có lúc bạn ngạc nhiên về những gì mình đạt được. Đây cũng là giai đoạn bạn nên dành nhiều thời gian cho việc xác định rõ ràng hơn về mục tiêu, hướng đi mà mình thực sự mong muốn. Có thể rằng những biến cố xảy ra trong thời điểm này sẽ trở thành một phép thử cần thiết để bạn hiểu rõ bản thân mình hơn và từ đó phát triển hướng đi đúng đắn. Thời gian này, hung tinh ngũ quỷ có khả năng gây ra những phiền toái trong giao tiếp. Người tuổi Kỷ Mùi dễ gặp phải tình huống bất ngờ như việc lời nói hoặc hành động vô ý bị hiểu nhầm. Bạn có thể đối diện với sự cạnh tranh không lành mạnh hoặc những lời đồn thổi vô căn cứ từ những người không thiện chí. Điều này là dấu hiệu bạn cần cẩn trọng hơn khi giao tiếp, đặc biệt là trong môi trường công việc và xã hội. Thay vì để những điều đó làm mất hòa khí, bạn hãy khéo léo xử lý bằng sự bình tĩnh, lắng nghe nhiều hơn và hạn chế phản ứng quá nhanh. Sự mềm mỏng, nhẹ nhàng chính là chìa khóa giúp bạn tránh xa được những rắc rối không đáng có và giữ vững các mối quan hệ xung quanh. Hãy nhớ rằng, sự khéo léo trong cư xử sẽ giúp bạn gỡ rối nhanh hơn bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào. Thời điểm này thiên tài chiếu mệnh mang đến may mắn về tiền bạc cho người tuổi Kỷ Mùi. Đây là cơ hội tốt để bạn nhận được khoản thu nhập thêm. Nhờ vào công sức và nỗ lực của chính mình, sự cố gắng lâu nay có thể sẽ được đền đáp qua một khoản thu bất ngờ hoặc một khoản đầu tư trước đây mang lại kết quả tích cực. Điều này không chỉ giúp cuộc sống của bạn ổn định mà còn là nguồn lực để bạn chia sẻ, hỗ trợ những người xung quanh. Hãy sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người thân yêu, hoặc góp phần vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Sự rộng lượng và tình thương sẽ mang đến cho bạn những mối quan hệ tốt đẹp và niềm vui không ngờ. Đừng quên rằng, sự sẻ chia không chỉ là cho đi mà còn là cách để tạo dựng phước lành cho chính mình. Tháng 10 âm lịch này, bản mệnh sẽ đối diện với một số vấn đề liên quan đến sức khỏe của bản thân hoặc người thân trong gia đình. Điều này có thể khiến bạn phải lo lắng, tiêu tốn không ít thời gian và công sức. Một số dấu hiệu bất ổn về thể chất có thể xuất hiện, nhắc nhở bạn cần chú ý đến chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ. Đặc biệt, nếu trong gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng. Việc lo lắng và dành nhiều thời gian cho gia đình là điều quý báu, nhưng bạn cũng đừng quên tự chăm sóc bản thân. Bản mệnh cần chú ý đến việc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đừng để những lo âu, áp lực tác động quá nhiều đến tinh thần. Đôi khi, một khoảng thời gian thư giãn sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng, sẵn sàng đón nhận những thử thách tiếp theo.
Tháng 10 âm lịch này người tuổi Kỷ Mùi đang ở trong giai đoạn chuyển mình quan trọng, vừa có những thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội. Chìa khóa để thành công là sự bền bỉ, sự khéo léo trong giao tiếp và sự rộng lượng đối với bản thân và mọi người xung quanh. Những khó khăn không làm giảm đi năng lực và quyết tâm của bạn, mà ngược lại sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, phát triển một cách toàn diện hơn. Cuộc sống luôn là một hành trình dài và khi mỗi tháng trôi qua, những gì bạn tích lũy được sẽ trở thành hành trang quý báu. Hãy đón nhận thời điểm này với tâm thế cởi mở, bạn sẽ thấy rằng mọi điều xảy ra đều mang lại những bài học ý nghĩa và những cơ hội để bạn vươn xa hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Kỷ Mùi sẽ bước vào một thời kỳ mà sự nghiệp mang đến không ít thử thách khi ngũ quỷ gây ảnh hưởng sâu sắc, làm con giáp này có thể nhiều lần cảm thấy mất phương hướng. Những mối bận tâm từ công việc hiện tại có thể khiến bạn không khỏi phiền lòng, nhất là khi một vài sai lầm trong quá khứ bắt đầu để lại dấu vết, yêu cầu bản mệnh phải tập trung xử lý. Nhưng hãy nhớ rằng, những gì đã xảy ra không thể thay đổi, chỉ có thái độ hiện tại mới giúp bạn giải quyết vấn đề một cách vững vàng. Đất dưỡng nhập mệnh mang đến cho tuổi Kỷ Mùi một sức sống mãnh liệt, tiếp thêm động lực để bạn không ngại đương đầu với mọi thử thách. Sự ngoan cường, kiên nhẫn của bạn là tài sản lớn nhất, giúp bạn bước tiếp mà không hề bị lay động, dù những biến cố, khó khăn có xảy đến. Với tinh thần cởi mở và khát khao học hỏi, bạn luôn tin rằng mỗi trải nghiệm đều là bài học quý giá và chính thái độ tích cực này đã giúp bản mệnh tiến xa hơn, không ngừng rèn luyện bản thân để trưởng thành, chín chắn hơn. Đặc biệt trong thời gian này, khả năng giao tiếp của người tuổi Kỷ Mùi trở thành một lợi thế lớn. Khi biết sử dụng khéo léo ngôn từ và truyền tải thông điệp rõ ràng, bạn dễ dàng thu hút được sự ủng hộ giúp đỡ từ người khác, dù trong công việc hay cuộc sống. Nếu trước đây bạn từng thu mình ngại chia sẻ, thì thời điểm này sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn bước ra khỏi vỏ ốc của mình, thể hiện bản thân một cách tự tin hơn. Những người xung quanh sẽ nhận thấy một Kỷ Mùi cởi mở, nhiệt tình và đáng tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Tháng 10 âm lịch cũng là thời điểm tốt để người tuổi Kỷ Mùi áp dụng sự linh hoạt và sắc sảo của mình trong công việc. Dù có những lúc cảm thấy căng thẳng nhưng bằng khả năng giao tiếp thông minh, bạn sẽ biết cách hòa giải và tạo không khí thoải mái trong môi trường làm việc. Đây là lúc bạn nên tập trung vào các công việc cấp bách, những dự án đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tinh thần dấn thân và đôi khi cần sự mạo hiểm. Người tuổi Kỷ Mùi cũng nên chú trọng giữ vững sự lạc quan vốn có của mình. Bạn hiểu rằng, những thử thách hiện tại chỉ là tạm thời và luôn tin vào khả năng vượt qua mọi khó khăn. Chính sự bình thản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định sẽ giúp bản mệnh bước qua mọi rào cản. Bạn không bao giờ quên rằng cuộc sống giống như một dòng chảy tự nhiên. Đôi lúc có gành đá hay dòng chảy xiết, nhưng nếu biết thích ứng, bạn sẽ nhanh chóng tìm được lối đi riêng, hướng về những thành công mà mình mong muốn. Tháng 10 âm lịch này là thời gian người tuổi Kỷ Mùi cần nhìn lại, rút kinh nghiệm từ những sai lầm và tiếp tục hành trình bằng tất cả sự nỗ lực và quyết tâm. Bản mệnh sẽ tìm thấy niềm vui trong chính sự kiên trì và lòng tin vững chắc vào bản thân. Điều này không chỉ mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn giúp bạn trưởng thành, mạnh mẽ hơn trên con đường dài phía trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch mở ra với sự hiện diện của sao Bát Bạch nhập cung chính Tây, báo hiệu tuổi Kỷ Mùi sẽ có dịp đón nhận nhiều tài lộc và cơ hội tài chính quý giá. Đây là khoảng thời gian con giáp này cần tinh tế trong việc nắm bắt từng cơ hội vàng mà vận mệnh mang lại. Cánh cửa của may mắn không phải lúc nào cũng rộng mở. Nhưng trong thời điểm này, những dấu hiệu tích cực cho thấy tài vận của bạn đang trên đà hưng thịnh. Chỉ cần bạn đủ nhạy bén và tự tin bước qua những cơ hội tài chính hiện ra trước mắt, tuổi Kỷ Mùi như những tia sáng le lói trong màn đêm, mời gọi bạn đến gần hơn. Mạnh dạn và liều lĩnh một chút để nắm bắt, đây không chỉ là lúc để bạn lặng lẽ chờ đợi mà cần phải chủ động tiến lên, đặt cược vào những dự án có tiềm năng. Để biến những ước mơ thành hiện thực, bản mệnh cần một chút can đảm để tiến tới, vì đôi khi chính sự liều lĩnh sẽ đưa bạn đến với những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Đối với nhiều người tuổi Kỷ Mùi, khi hiểu rõ mục tiêu của mình từ sớm, việc cân đối giữa sự nghiệp và tài chính đã trở thành một phần của hành trình tiến bước đến đỉnh cao cuộc sống.
Những gì mà bạn đạt được trong thời điểm này không phải là vận may từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và những lần mạo hiểm khôn ngoan. Bạn đã gieo niềm tin vào từng dự án nhỏ lẻ, từng bước đầu tư mà bản thân lựa chọn, và giờ đây một trong điều đó đang đem lại trái ngọt. Chính sự bền bỉ và khả năng nhận diện cơ hội đã giúp bạn tìm thấy nguồn tài lộc dồi dào trong vận trình tài lộc này. Tuổi Kỷ Mùi hiểu rõ một bài học sâu sắc: may mắn không phải là thứ có thể, lên kế hoạch cũng không phải là điều có thể kiểm soát. Bạn không thể đoán trước chính xác khi nào may mắn sẽ đến, nhưng bạn luôn biết cách chuẩn bị sẵn sàng, không bao giờ để lỡ một cơ hội nào xuất hiện, không đặt hết trứng vào một giỏ. Người tuổi Kỷ Mùi khôn ngoan, phân chia nguồn lực của mình vào nhiều dự án khác nhau, có thể không phải tất cả đều thành công lớn. Nhưng với sự phân tán khéo léo này, bạn giữ được sự an toàn và ổn định cho tài chính của mình trong dài hạn. Chính nhờ tinh thần lạc quan và niềm tin vào bản thân mà người tuổi Kỷ Mùi sẽ gặt hái được những thành công lớn về tài lộc trong thời điểm này. Bạn nhận ra rằng, mỗi cơ hội tài chính dù lớn hay nhỏ đều là nền tảng cho sự giàu có trong tương lai, từng đồng lời lãi tích lũy, từng khoản đầu tư dù nhỏ nhưng có ý nghĩa, tất cả đang hình thành nền tảng tài chính vững chắc, giúp bạn tiến gần hơn đến những giấc mơ của mình. Tháng 10 âm lịch này là một giai đoạn tài lộc dồi dào cho người tuổi Kỷ Mùi. Hãy mạnh dạn, quyết đoán và khéo léo trong từng bước đầu tư của mình. Nhờ vào khả năng quan sát tinh tế và không ngừng tìm kiếm cơ hội, bạn sẽ có một thời điểm trọn vẹn, giàu có và ổn định trong tài chính. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, tuổi Kỷ Mùi cần dành sự chú tâm đặc biệt đến sức khỏe của bản thân, bởi đây sẽ là nền tảng giúp bạn đủ sức khỏe và tinh thần để đón nhận những thử thách và cơ hội trong các lĩnh vực khác, đặc biệt trong thời điểm mà lục bạch ngũ tại trung cung. Đây là dấu hiệu nhắc nhở về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, nhất là với những ai đang phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho người thân hoặc đi xa thường xuyên. Người tuổi Kỷ Mùi có thể sẽ trải qua những giai đoạn mệt mỏi do phải quan tâm chăm sóc cho người khác, hoặc đơn giản là vì công việc đòi hỏi di truyền nhiều dẫn đến sức khỏe thể chất bị tiêu hao. Lời khuyên từ sao lục bạch là hãy chú ý dưỡng sức, giữ gìn năng lượng cho chính mình, bởi một cơ thể khỏe mạnh mới có thể chăm sóc chu toàn cho những người mình yêu thương. Đừng quên rằng, chỉ khi bản thân đủ vững vàng, bạn mới có thể là chỗ dựa an toàn cho gia đình. Những ai phải di chuyển xa nhà cần đặc biệt lưu tâm, chuẩn bị chu đáo trước hành trình của mình, từ việc mang đầy đủ các loại thuốc men cần thiết đến các dụng cụ sửa chữa cơ bản cho hành trình xa lạ. Đặc biệt, khi sức khỏe không ổn định dễ làm bạn rơi vào tình thế khó xử, vì vậy, hãy luôn sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ. Sức khỏe là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu, và đôi khi, những sự chuẩn bị cẩn thận này chính là lá chắn giúp bạn vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt trên đường đi. Đồng thời, tháng 10 âm lịch này cũng là thời điểm chuyển mùa, tiết trời hanh khô khiến không ít người tuổi Kỷ Mùi dễ gặp các triệu chứng khó chịu như ho khan, khô da hay khô mũi. Đây là lúc cơ thể cần thêm sự bổ sung, bồi dưỡng để thích nghi với thời tiết. Lời khuyên cho bạn là hãy nhớ uống đủ nước, không cần uống quá nhiều cùng lúc mà chỉ cần nhấp từng ngụm nhỏ đều đặn mỗi khi thấy khát, vừa giúp cơ thể dễ chịu hơn, vừa ngăn ngừa tình trạng khô nứt da hay cổ họng. Với những ai có tiền sử bệnh mãn tính, đây cũng là giai đoạn bạn nên tăng cường thăm khám, giữ sức khỏe ổn định. Nếu cảm thấy dấu hiệu bất thường nào, đừng chủ quan mà hãy nhanh chóng tìm đến sự tư vấn y tế cần thiết. Cơ thể là món quà quý giá và đôi khi chỉ cần một chút chăm sóc tỉ mỉ cũng có thể giúp bạn duy trì sức khỏe dẻo dai, sẵn sàng cho mọi thử thách của cuộc sống. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Kỷ Mùi cần có kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn. Chăm sóc sức khỏe chính là chăm sóc cho cả tương lai, vì vậy đừng tiếc những giây phút dành cho bản thân, cho dù đó chỉ là những thói quen nhỏ như uống nước, nghỉ ngơi hay mang theo thuốc dự phòng. Sức khỏe sẽ là bệ phóng giúp bạn vững vàng và thành công trong hành trình phía trước. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có phần trắc trở và nhiều điều trăn trở. Dường như với tâm trí bạn, công việc và các khía cạnh khác trong cuộc sống còn quá nhiều áp lực và sự xáo trộn khiến bạn có lòng mà dồn hết tâm sức vào chuyện tình cảm. Điều này làm cho những mối quan hệ gần gũi nhất cũng có lúc nhạt nhòa và thiếu đi sự gần gũi, khi mà thời gian dành cho nhau chưa thực sự đủ để cảm nhận và chia sẻ.
Với những cặp đôi mới quen, có thể bạn đang cảm nhận một điều gì đó không thật sự chắc chắn, như thể có một rào cản vô hình ngăn cách. Đôi khi cảm giác này đến từ sự mơ hồ của mối quan hệ hoặc những do dự trong lòng, khiến bạn thiếu đi sự tự tin để bước tiếp. Dội dàng tiến xa hơn trong giai đoạn chưa rõ ràng này có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và cho nhau thêm thời gian chính là cách để bạn và người ấy hiểu nhau sâu sắc hơn. Đôi khi, một chút chậm lại giúp bạn có đủ thời gian để cảm nhận xem liệu người đó có thực sự là mảnh ghép mà bạn đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc trong thời điểm có thể làm phát sinh một số xung đột trong mối quan hệ hiện tại, có thể chỉ vì những điều nhỏ nhặt như một lần quên lời dặn của đối phương, hay vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng mà nửa kia đã chia sẻ, bạn và người ấy dễ lâm vào tình huống hiểu lầm. Tưởng chừng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, nhưng nếu không khéo léo xử lý, chúng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi giả lớn hơn. Để tránh rơi vào hoàn cảnh chuyện bé xé ra to, bạn hãy tự nhắc nhở mình lắng nghe và chú ý hơn, bởi đôi khi, sự quan tâm xuất phát từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhất. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là bạn cần chấp nhận và tôn trọng những điểm chưa hoàn hảo ở bản thân mình và ở người ấy. Vì không ai là hoàn hảo, và trong tình yêu, sự chấp nhận là điều vô cùng đáng giá. Thay vì nhìn vào những khuyết điểm để chỉ trích hay xem nhẹ nhau, bạn nên học cách đánh giá cao những nỗ lực và phẩm chất tích cực mà cả hai đã dành cho nhau. Đây là thời điểm để bạn lắng nghe, nhìn nhận lại mối quan hệ và có thể học cách mở lòng hơn, xây dựng nền tảng vững chắc cho tình cảm bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Trong tháng 10 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có thể không mấy êm đềm, nhưng nếu bạn biết cân nhắc, trân trọng những điều tốt đẹp ở đối phương và dành cho nhau sự kiên nhẫn, thì đây lại chính là cơ hội để tình yêu trưởng thành và sâu sắc hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Dự báo tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Kỷ Mùi sẽ cảm nhận rõ rệt ảnh hưởng của sao ngũ quỷ, mang theo những thử thách và trở ngại trong công việc. Những nhiệm vụ hàng ngày có thể trở nên khó khăn hơn, bạn sẽ gặp phải những rào cản bất ngờ, khiến cho mọi kế hoạch ban đầu không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Có thể bạn sẽ cảm thấy bối rối khi phải đối mặt với những trục trặc trong công việc hoặc những nhiệm vụ không được giao rõ ràng. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội để bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và tinh thần lạc quan. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và những thử thách này sẽ giúp bạn khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Hãy nhớ rằng, khó khăn không phải là dấu chấm hết, mà là những bước nhảy vọt cho sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Thay vì để cho những vấn đề này khiến bạn chán nản, hãy xem đây như là một bài học quý giá. Bạn có thể tự nhủ rằng, mỗi khó khăn là một cơ hội để tôi trưởng thành hơn. Trong lĩnh vực tình cảm, tuần này đòi hỏi bạn phải chú trọng đến việc duy trì sự ấm áp và quan tâm đối với người thương. Nếu bạn đang có một mối quan hệ, hãy dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của mình với nửa kia. Đôi khi, một câu nói ân cần hay một hành động nhỏ cũng có thể làm ấm lòng đối phương và giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn bùng cháy. Đối với những người độc thân, đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Thay vào đó, hãy dành thời gian để tự soi lại bản thân, xem xét mong muốn và kỳ vọng của bạn đối với tình yêu. Có thể bạn cần thêm thời gian để tìm hiểu bản thân hơn. Trước khi bước vào một cuộc tình mới, đừng cảm thấy áp lực phải tìm kiếm người khác ngay lập tức. Hãy học cách yêu thương và trân trọng chính mình trước tiên. Cẩm nang dượng vận. Con số may mắn là 59, 47 và 65. Quý nhân phù trợ là tuổi Mão và tuổi Hợi. Màu sắc cát tường là màu xanh lá và màu trắng. Lời khuyên, hãy chú trọng vào việc học hỏi và nâng cao kỹ năng cá nhân, đăng ký một khóa học mới, tham gia các buổi hội thảo hoặc đọc sách để mở mang kiến thức. Khi bạn đầu tư thời gian cho việc phát triển bản thân, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và dễ dàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra trong công việc hay cuộc sống. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ cho tinh thần thoải mái và suy nghĩ tích cực. Hãy nhắc nhở bản thân rằng, bạn có khả năng vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Miễn là bạn có quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng, hãy mở lòng với những cơ hội mới và tin rằng tương lai sẽ sáng lạn hơn khi bạn kiên trì bước tiếp.
Tử Vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Bước vào tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, người tuổi Kỷ Mùi sẽ trải qua nhiều biến chuyển trong công việc và tình cảm, khác với tuần trước. Lúc này những thử thách từ sao ngũ quỷ dường như đã dịu đi, cho phép bạn bắt đầu cảm nhận sự thông suốt hơn trong các kế hoạch của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khôi phục lại sự tự tin và tìm kiếm những cơ hội mới trong sự nghiệp. Công việc sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Bạn có thể thấy các dự án đã bị trì hoãn đang dần được thực hiện trở lại. Những mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên tốt đẹp hơn, giúp bạn dễ dàng hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả. Hãy nhớ rằng, khi bạn duy trì được sự hòa nhã và cởi mở với mọi người xung quanh, thành công sẽ đến gần hơn với bạn. Tuy nhiên, trong mối quan hệ tình cảm, hãy cẩn trọng hơn. Nếu bạn đã có người yêu, có thể sẽ có những hiểu lầm nhỏ xảy ra giữa hai bạn, cần phải dành thời gian để trò chuyện và giải quyết chúng. Sự giao tiếp sẽ giúp bạn vượt qua những khoảng cách và duy trì tình yêu. Hãy cố gắng thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành để người kia cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm tuyệt vời để mở lòng hơn. Bạn có thể gặp gỡ những người bạn mới hoặc tham gia vào các hoạt động xã hội. Những cuộc gặp gỡ này có thể mở ra cơ hội tìm kiếm tình yêu. Đừng ngại ngần thể hiện bản thân và chia sẻ những điều bạn yêu thích, bởi chính sự chân thật sẽ thu hút những người có cùng sở thích và giá trị với bạn. Cẩm nang dượng vận. Con số may mắn là 36, 25 và 72. Quý nhân phù trợ là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Lời khuyên, hãy đầu tư vào việc xây dựng mối quan hệ và mở rộng mạng lưới xã hội của bạn, tham gia vào các buổi gặp gỡ, hội thảo hay các hoạt động tình nguyện sẽ không chỉ mang lại cho bạn niềm vui mà còn tạo ra nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để thực hiện những sở thích cá nhân, đừng quên chăm sóc cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự thư giãn và niềm vui từ những điều nhỏ nhặt sẽ giúp bạn lấy lại nguồn năng lượng tích cực, từ đó có thể đối mặt với những thử thách trong tương lai một cách dễ dàng hơn. Đừng quên giữ một tinh thần lạc quan và tin tưởng vào khả năng của chính mình. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và để mọi thứ diễn ra theo dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch đến, người tuổi Kỷ Mùi sẽ thấy mọi việc bắt đầu vào guồng và trở nên ổn định hơn. Các cơn bão từ tuần trước đã qua đi, để lại cho bạn không gian thở và cơ hội để nhìn nhận lại mọi thứ một cách sáng suốt hơn. Đây chính là thời điểm vàng để bạn đẩy mạnh các dự án và kế hoạch còn dang dở trong công việc. Bạn sẽ cảm nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Họ đánh giá cao những nỗ lực của bạn trong thời gian qua và điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy tự tin đề xuất những ý tưởng mới và nếu có cơ hội lãnh đạo một nhóm, đừng ngần ngại nhận lấy thử thách này. Bạn có thể nhận ra rằng mình có khả năng lãnh đạo tốt hơn mình nghĩ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tình cảm có thể xuất hiện một số khó khăn nhỏ. Nếu bạn đã có người yêu, hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động, vì có thể những hiểu lầm nhỏ sẽ dễ dàng trở thành những cuộc cãi giả không đáng có. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn thể hiện sự thấu hiểu và cảm thông với đối phương. Hãy dành thời gian để trò chuyện và làm rõ những cảm xúc của cả hai. Một buổi hẹn hò lãng mạn sẽ là liều thuốc hữu hiệu, giúp tình cảm của bạn trở nên nồng nàn hơn. Đối với những người độc thân, bạn có thể gặp gỡ một người thú vị qua các hoạt động xã hội hoặc những buổi tiệc tùng. Tuy nhiên, đừng vội vàng trong việc xác định tình cảm. Hãy cho bản thân thời gian để hiểu rõ về người đó trước khi quyết định tiến xa hơn. Cẩm nang dượng vận. Con số may mắn là 14, 32 và 50. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần và tuổi Tý. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu hồng. Lời khuyên, trong tuần này, hãy tập trung vào việc xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển kỹ năng của bản thân. Những khóa học trực tuyến hoặc các buổi hội thảo chuyên môn sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức hữu ích, đồng thời giúp bạn mở rộng mối quan hệ. Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe cũng nên được ưu tiên. Bạn có thể dành thời gian để tập luyện thể dục hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp tinh thần bạn thêm phấn chấn. Lưu ý rằng, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ mang lại cho bạn sức lực dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho những dự định trong tương lai. Hãy nhớ rằng,
Sự thành công không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ sự hỗ trợ và kết nối với những người xung quanh. Giữ một tinh thần lạc quan và tiếp tục kiên trì với những ước mơ của mình, vì ánh sáng ở cuối con đường đang dần gần kề hơn bao giờ hết. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tức từ ngày 23 đến hết tháng 10 âm lịch. Khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi sẽ cảm nhận được một luồng sinh khí mới tràn đầy sức sống. Đây là thời điểm mà những nỗ lực và quyết tâm của bạn trong những tuần trước sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, nhiều cơ hội tốt đẹp sẽ đến, mở ra cánh cửa cho bạn tiến gần hơn đến những mục tiêu mà bạn đã đặt ra trong công việc. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo của mình. Các dự án nhóm hoặc các cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra và bạn sẽ là người có tiếng nói chủ chốt trong những quyết định quan trọng. Hãy tự tin vì bạn được nhìn nhận như một người có tầm nhìn rõ ràng và có khả năng điều phối tốt. Tuy nhiên, nhớ giữ một cái đầu lạnh và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để tránh các quyết định vội vàng. Về mặt tài chính, tuần này có thể mang đến một số bất ngờ tích cực. Nếu bạn đã có những khoản đầu tư hoặc đang chờ đợi một cơ hội tài chính nào đó, rất có khả năng nó sẽ mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và đừng vội vàng trong việc chi tiêu, vì bạn có thể gặp một vài chi phí phát sinh ngoài ý muốn. Quản lý tài chính một cách thông minh sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định trong thời gian tới. Về phương diện tình cảm, những mối quan hệ sẽ trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Nếu bạn đã có người yêu, hãy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò đặc biệt để hâm nóng tình cảm. Dành thời gian cho nhau, trao đổi những suy nghĩ và cảm xúc sẽ làm cho mối quan hệ của bạn thêm bền chặt. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm tốt để mở lòng và có thể tìm kiếm một nửa của mình. Hãy tham gia các hoạt động xã hội hoặc kết nối với những người bạn mới. Cẩm nang dượng vận. Con số may mắn là 27, 45 và 81. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Dần. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Lời khuyên, tuần này, bạn hãy tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ xã hội và làm phong phú thêm kiến thức của bản thân. Các buổi giao lưu, hội thảo hoặc tham gia vào các câu lạc bộ sẽ là cơ hội tốt để bạn mở rộng mạng lưới kết nối. Ngoài ra, hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân, duy trì một chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên. Luyện tập thể dục sẽ giúp bạn giữ được năng lượng dồi dào để đón nhận những thử thách mới trong tương lai. Đặc biệt, hãy dành thời gian thư giãn, chăm sóc tinh thần của bạn qua các hoạt động như thiền, yoga hay đọc sách. Cuối cùng, đừng quên rằng, sự tự tin và lòng kiên nhẫn sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy tin tưởng vào bản thân và những quyết định mà bạn đưa ra, vì mỗi bước đi đều góp phần vào con đường dẫn đến thành công của bạn. Tháng 10 âm lịch này chính là bước đệm để bạn chuẩn bị cho những tháng tiếp theo tràn đầy hứa hẹn. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý. Tuổi Tý sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện. Tuổi Tý thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Kỷ Mùi không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi Tý, nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương. Nếu hai cái đầu cùng hợp lực, chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Dần cần để không gian cho tuổi Kỷ Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Kỷ Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh trong công việc. Tuổi Kỷ Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Kỷ Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Dần. Vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Dần là món quà cực lớn đối với tuổi Kỷ Mùi vốn bi quan và mẫn cảm.
tuổi Kỷ Mùi với tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Mùi và tuổi Mão có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Mão, vì tuổi Mão không có khả năng làm được. Tuổi Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Kỷ Mùi cũng thích chỉ huy nhưng là những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tỵ sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo, với điều kiện khi họ có chung mục tiêu. Tuổi Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng, còn tuổi Kỷ Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tuổi Tỵ sẽ người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Ngọ. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Kỷ Mùi sẽ là người đứng đầu vì con giáp này thích công việc quản lý hơn là tuổi Ngọ. Tuổi Kỷ Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì tuổi Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Kỷ Mùi. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính. Bản tính lãng mạn, mơ mộng nên họ ít quan tâm đến việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn động. Cả hai đều lãng mạn nên nơi làm việc của họ được trang trí rất nghệ thuật và hợp phong thủy. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Thân. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Tuổi Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Tuổi Kỷ Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Tuổi Kỷ Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng, mặc dù thích quyền lực. Nhưng cả tuổi Kỷ Mùi và tuổi Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh, do đó họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Dậu. Có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Kỷ Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Kỷ Mùi khá may mắn, còn tuổi Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tuất. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Kỷ Mùi và tuổi Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, tuổi Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc, giao thiệp với khách hàng. Tuổi Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, tuổi Kỷ Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Kỷ Mùi và tuổi Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một C công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Kỷ Mùi. Nhìn chung, tuổi Kỷ Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Hợi làm chủ. Tuổi Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Kỷ Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.